Quan chức cấp cao Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ và các đồng minh đang thiết lập các cơ sở, sửa chữa và chuyển ngữ các tài liệu, hướng dẫn sử dụng vũ khí trang bị nước ngoài cho Ukraine. Mỹ và các đồng minh đang xoay trục từ việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine sang sửa chữa các vũ khí trang bị mà phương Tây đã được gửi tới Kiev nhưng bị hư hỏng trong cuộc xung đột với Nga, trang Politico của Mỹ cho biết. Ukraine đã gặp vấn đề với việc duy trì kho thiết bị quốc tế do Mỹ, Đức, Anh, Ba Lan và nhiều quốc gia khác cung cấp kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022. Yêu cầu sửa chữa nhanh chóng vũ khí bị hư hỏng hiện nay thậm chí còn trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là từ lúc Ukraine tiến hành cuộc phản công vào đầu tháng 6. Điều này đã chứng tỏ là Kiev gặp nhiều khó khăn và thực sự có tổn thất đối với những phương tiện chiến đấu, bộ binh M2 Bradley và xe bọc thép chở quân kháng mìn do Mỹ sản xuất, cùng với một số xe tăng Leopard của Đức bị hư hại, báo cáo của Politico cho hay. Michael Merlup, một cựu chuyên gia phân tích chính sách an ninh cao cấp tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, khẳng định có quá nhiều vũ khí trang bị của Ukraine bị hư hỏng nằm la liệt trên chiến trường mà có thể kéo về sửa chữa. Họ có nhiều thứ cần sửa nhưng lại không biết làm cách nào. Nhưng tôi nhận thấy rằng sẽ có những cơn ác mộng khác do họ cố tìm các trạm sửa chữa và di chuyển thiết bị bị hư hỏng vào và ra khỏi mặt trận, chi phí sửa chữa và sự sẵn có của các bộ phận, chuyên gia Merlup chỉ ra. Thứ trưởng phụ trách mua sắm và bảo dưỡng vũ khí của Lầu Năm Góc William Laplante cho biết, để hỗ trợ Ukraine, Mỹ và các đồng minh đang thiết lập những cơ sở sửa chữa ở châu Âu, chúng tôi đang dịch loạt tài liệu, hướng dẫn đào tạo và sửa chữa. Chúng tôi phối hợp nhiều hơn nữa cùng nhau và sẽ tập trung nhiều hơn vào đó. Ông Laplante lãnh đạo một nhóm công tác gồm 22 quốc gia do Mỹ, Ba Lan và Anh dẫn đầu, được giao nhiệm vụ đảm bảo rằng vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine vẫn hoạt động tốt trong cuộc xung đột với Nga. Chúng tôi có những cuộc trao đổi thường xuyên với Kiev, quan chức Lầu Năm Góc cho biết. Họ cần gì hơn nữa? Có nhiều bộ phận chúng tôi có thể gửi. Trên thực tế, chúng tôi đang theo dõi cái được gọi là tỷ lệ khả dụng của từng hệ thống trong số này, gần như theo thời gian thực. Theo báo cáo, nhóm này đã giúp Ukraine thiết lập một nỗ lực hỗ trợ để theo dõi hơn 4.000 đường cung cấp phụ tùng thay thế, có nhu cầu cao cho vũ khí trang bị nước ngoài. Mỹ cũng đã dịch sang tiếng Ukraine hơn 700 tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về vũ khí gửi tới Kiev để kỹ thuật viên địa phương có thể sửa chữa chúng ngay tại chỗ. Chúng tôi đảm bảo rằng người Ukraine có mọi thứ họ cần. Và nếu các bộ phận phải đến từ một quốc gia cách nửa vòng trái đất, chúng tôi đảm bảo sẽ giao được cho họ. Vì vậy, đảm bảo hệ số kỹ thuật thực sự là phần lớn công việc đang diễn ra ngay bây giờ, ông Laplante cho biết. Tuy nhiên, hiện tại, đa phần công việc sửa chữa những hỏng hóc nghiêm trọng nhất vẫn cần được chuyển đến các cơ sở như tại Ba Lan hoặc Séc trước khi thực hiện chuyến hành trình dài trở lại Ukraine, ông nói thêm. Nga đã nhiều lần lên án việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine, cho rằng chúng sẽ chỉ kéo dài cuộc giao tranh, chứ không thể ngăn cản Moscow đạt được những mục tiêu trong chiến dịch quân sự của mình. Điện Kremlin lập luận rằng việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện cho quân đội Kiev đồng nghĩa rằng Mỹ và đồng minh của họ là các bên trên thực tế của cuộc xung đột. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.